Xin chào mọi người, mình là Huy Thịnh ATP. Và một buổi tối thứ bảy theo cái lịch làm video của mình ha, thì mình xin giới thiệu với mọi người ba con cổ phiếu trụ VN30 hoành tráng đó. Nhưng mà là để cho mọi người một góc nhìn trung dài hạn hơn, chứ không phải là để rủ rê mọi người múc xúc hút nha. Với cái quan sát của mình thì mình sẽ không trình bày dài dòng ở đây. Thì thị trường chúng ta sẽ gần tạo được cái đáy trung hạn ở đây nha, ở cái vùng cũng vài phiên tới thôi. Nhưng sẽ có rất nhiều cổ phiếu vẫn chưa có đáy trung hạn và nó sẽ tiếp tục từ bây giờ tới chu kỳ cho tới hết quý 1 của năm sau lình xình lên xuống tích lũy để hình thành cái đáy trung hạn của nó sao. Có nghĩa là thị trường cho dù có đáy thì vẫn có một số lượng cổ phiếu không hề nhỏ, ít nhất là 1/3 số lượng cổ phiếu thị trường vẫn chưa có đáy và sẽ tìm đáy sau đó bằng những nhịp rung lắc điều chỉnh xào chẻ gì đó. Để đưa ra hết tất cả các cổ phiếu á, thì mình thấy là nó rất là mông lung và rất là nhiều. Mình tạm thời bây giờ mình đưa ra cho mọi người ba con cổ phiếu lớn của nhóm trụ nha. Đó, cổ phiếu lớn của nhóm trụ để mọi người có thể là mọi người tham khảo. Và chúng ta đặt kế hoạch cho mình. Bởi vì nếu mọi người đang quyết định mà nghe ai đó bắt những con này, bắt đi, bắt full margin, ôm trung hạn, thì hãy thận trọng. Con thứ nhất là con BID. BID. Con ngân hàng, đây, con ngân hàng đầu tư phát triển. BIDV. Với BIDV thì cái cách đi của con này là một cái cách đi ở mỗi 2 năm một lần nó sẽ có một con sóng. 2 năm một lần có con sóng. Nếu các chị theo dõi lịch sử của nó, cứ 2 năm một lần sẽ có một con sóng. Và giữa 2 năm đó sẽ có một cái đợt tích lũy và có những con sóng lăn tăn thôi. Sau khi có một con sóng mạnh của năm nay là từ vùng giá 35 lên tới vùng giá 56 là một con sóng khá là mạnh của một con cổ phiếu ngân hàng lớn như BIDV. Thì tiếp tục tới chu kỳ của năm sau sẽ là một năm tích lũy của nó. Và từ trước tới nay luôn, từ năm 2018 tới nay thì BIDV nó luôn luôn test về cái vùng cân bằng nha, vùng cân bằng và cái vùng kênh giá của khung tháng cực kỳ chuẩn chỉnh, chỉ chênh lệch đâu đó trong khoảng biên độ là 10% thôi. Đó, là 10% thôi. Cho nên chúng ta phải cân nhắc cách đi của con BIDV này nha. Thứ hai, trong ngắn hạn là trong đồ thị của khung daily, khung tuần, thì BIDV đang tiếp cận lại cái vùng đáy của hồi tháng 7 năm nay. Ở cái vùng này khả năng sẽ có một cái nhịp hồi. Nhưng nếu mà nó là một cái mô hình tích lũy thêm đâu đó nữa cho tới cái hết quý 1 mà nó không thể nào mà bứt được một con sóng mạnh vượt lên khỏi vùng giá 52 thì thực sự là nó tiếp tục. Mọi người thấy là tích lũy yếu dần nha, tích lũy yếu dần nè, tích lũy cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước dần từ bây giờ cho tới cuối tháng 1. Thứ hai thì khả năng rất cao là nếu có sự rung lắc thêm thị trường thì BIDV sẽ đóng vai trò là người góp phần. Và vùng cân bằng trở lại chính là cái vùng kênh giá lịch sử của nó luôn tuân thủ từ năm 2018 tới nay, thì vùng đó sẽ trùng khớp với cái vùng giá 39. Cho nên khuyến nghị hiện tại, nếu ai có đánh BIDV ở vùng giá 43-44 thì xin hãy nhìn nó ở góc nhìn ngắn hạn, có ăn thì ra. Còn nếu mà mua góc nhìn trung hạn thì nên, nếu thực sự mọi người muốn ôm trung hạn thì ở vùng hiện tại mọi người chỉ ôm đâu đó chừng 25-30% thôi. Và chúng ta phải chờ cái kết cái quý 1 của năm sau để coi BIDV nó sẽ tích lũy thế nào, yếu hay là mạnh, để chúng ta có thể là ra vào hợp lý, tìm biện pháp khác nha. Rất nhiều con có những cái đường đi rất là hóc búa. Thứ hai là một con đi kiểu khác đây, con GBDF. Rồi, đây là game đẹp. Game đẹp thì có một cái tiềm năng là tiềm năng vượt đỉnh. Vẫn có tiềm năng vượt đỉnh nha. Có tiềm năng vượt đỉnh. Nhưng mà game đẹp thực sự là nếu tính theo con sóng lớn của game đẹp thì nó đã chạy được 80% con sóng lớn rồi, con sóng khung tháng rồi. Mà trong nguyên một con sóng lớn của khung tháng từ vùng giá 30 cho tới vùng giá 70, nó chưa có một lần nào mà một cái nhịp chỉnh mà trên 20% cả. Cho nên, nếu thực sự nhịp này
con GBF này tiếp tục tích lũy ở quanh cái vùng giá 64, 63, 64, sau đó tiếp tục đánh lên để vượt đỉnh, thì mục tiêu chúng ta là dùng giá 76, 77, chứ không phải là một cái mục tiêu đi múc mùa. Thì cái full nha, cái full của con sóng này nằm ở đâu đó dùng giá 77. Thì hy vọng mọi người nhìn góc nhìn nó thực sự là rõ ràng. Nếu con này lên tới vùng 77 thì mọi người cứ, nếu ai đang theo nó, đang giữ nó, đang muốn đánh nó, thì ở vùng đó là cái vùng chốt lời 50% nha. Trong một con sóng dài từ năm 2022 trở về đây, nó chưa có một lần nào mà điều chỉnh thuộc dạng mà điều chỉnh nó rõ ràng cả. Thì nếu mà nó đi trọn full sóng rồi thì nhịp điều chỉnh phía sau đó sẽ khá là khốc liệt. Thì mọi người chú ý điều đó ha. Đó, đó ok. Đó là cái con cổ phiếu số 2. À, tiếp theo, đó là con cổ phiếu số 3. Con cổ phiếu số 3 tự nhiên đang tính nói mọi người con gì cái nó quên mất tiêu rồi ha. À, chắc có lẽ là để dành bí mật lại con cổ phiếu số 3 này cho những ai liên hệ nha. Mọi người sẽ liên hệ mình đi, thực sự là nói vậy thôi chứ thực sự có rất nhiều cổ phiếu. Có rất nhiều cổ phiếu mà nó chưa có được cái đáy trung hạn đâu. Mà nó sẽ còn lình xình rất là nhiều. Và cái nhu cầu của mọi người á, muốn đánh trung hạn trong một cái nhịp này thì phải nhìn thật kỹ cái mô hình và những con sóng và cái target, cái mục tiêu của nó ở trong trung hạn. Nó thì nói vui thôi chứ thực sự thị trường lúc này ít nhất là 1/3 cổ phiếu sẽ chưa có đáy trung hạn. Và mọi người phải thực sự thận trọng khi nghe những lời mời gọi là cứ múc ở đây đi, múc đi, múc hết đi, hết ga luôn, full ở đây đi, ôm trung hạn kiểu gì cũng thắng nha. Nhưng tùy mã, tùy mã, con sóng của mỗi cổ phiếu nó sẽ có cái nhịp độ chạy khác nhau và mọi người cần phải tập trung vào mã cổ phiếu của mình. À, nói vậy thôi chứ mọi người nếu mà ai có gì liên hệ thì cứ liên hệ em và đưa mã cổ phiếu ra để em hỗ trợ mọi người ha. Xem cơ hội thì cơ hội trước mắt là có ngắn có trung hạn có, nhưng không phải cổ phiếu nào cũng đánh được. Mọi người hãy thận trọng đó một điều nha. Rồi, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái mã cổ phiếu khác. Sao? Còn giữ lại mã cổ phiếu có ai liên hệ không? À, không liên hệ thì từ từ nha. Bye.